Cái phước đức đó là mình đem cơm, áo, gạo, tiền, của cải, vật chất, hoặc là tiền bạc của mình, mình in kinh, rồi mình xây chùa, mình độ tăng, để đời sau mình hưởng phước, hoặc mình mong khá, hoặc mình sanh về cõi trời, thì đều trở thành phước báo hữu lậu hết. Mà ném đem tiền của cải vật chất của mình làm phước báo này, hồi hướng để cho mình vãng sanh, hoặc là mình hồi hướng để cho mình liễu sanh thoát tử, chứng nhập nơi chân tâm thường trụ, để mà mình trở về tử tánh tuân hồi, thì nó trở thành cái gì? Cái công đức, những cái phước báo vô lậu. Nên hiểu, tùy tâm mình mà nó chuyển ra phước báo hay là công đức. Dẫu cho ông in kinh mà ông không chịu tu, ông sai người khác làm, bởi đế ông tạo tượng, ông chỉ sai người khác làm để giữ ngai vị, chứ ông không phải đem cái công đức này hồi hướng để liễu sanh thoát. Và cái công đức nó thù thắng hơn cái phước đức nữa, đó là tự nơi công sức làm 10 công đức lễ Phật, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức in kinh, 10 công đức phóng sanh. Đức mà chúng tôi không, lúc bắt đầu tổ chức pháp hội là chúng tôi giảng và chúng tôi thích làm những công đức này. Thế bây giờ thấy giờ cái phương pháp lễ Phật của mình, từ phòng hộ niệm với đại chúng lễ Quan Âm, ổn đúng không? Ổn. Niệm Phật là gì? Là cái công đức niệm Phật. Hôm nay mình niệm Phật trên đó, cái phương pháp nó cũng ổn. Công đức in kinh tạo tượng, bây giờ vẫn tiếp tục in kinh, mới in thêm 5.000 cuốn kinh A-di-đà, ngoài làm tượng để tặng miễn phí. Bốn loại công đức này là chúng tôi thích, mà nhờ bốn loại công đức này mà chúng tôi hình thành được cuộc sống và cái sự nghiệp tu hành chúng tôi đến ngày hôm nay. Bốn cái loại công đức, mà công đức niệm Phật, 10 công đức niệm Phật, mà 10 công đức niệm Phật lớn tiếng nữa là 2, 10 công đức lễ Phật là 3, 10 công đức in bố thí cúng dường đó là 4, và 10 công đức phóng sanh nữa là 5. Đây là 10 loại công đức mà đổi. Nếu ai chịu làm thì thay đổi tình thế, từ nghèo trở thành giàu, từ bằng cùng trở thành ngu si, trở thành thông minh trí tuệ, từ những người nghiệp chướng gặp nhiều chướng ngại, hanh thông yên ổn. Đây là những công đức đặc biệt, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Một ngàn chứ nhiêu đó, một ngày chủ nhật 500.000, chứ ngày thường cũng không có tiền phóng sanh. Thì từ 500 đó là lên, cho đến cái lúc mà hôm trước mà dịch bệnh, chúng tôi làm một tháng 150 triệu. Cho nên cái người mà nghèo mà người ta chịu phóng sanh, thì cái người này họ sẽ gì? Tình thế phước báu nghèo trở thành gì? Sung túc giàu có. Bây giờ quý vị nghe phước đức và công đức một chút xíu, và cái câu chuyện trong văn sao này, hồi nãy giờ chúng tôi chưa đọc cái đoạn này, quý vị nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thị của đại sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Câu chuyện trích trong lá thư số thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Nghề nghiệp của Hoa Tôn hơi khó, nhưng hễ có lòng thành sẽ tự có cảm ứng. Nay tôi dùng một chuyện để làm chứng. Lớn phía trong cửa phụ thành Bắc Kinh có quán bán thức ăn mặn lớn tên là Buôn Bán rất phát đạt. Một đêm, viên quản lý mơ thấy vô số người đến đòi biết là những con vật bị giết, bèn nói với họ: tôi chỉ có một thân đền mạng như vậy thì đến chừng nào mới xong? Từ nay tôi chẳng theo nghề buôn bán này, sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh niệm Phật siêu độ cho các vị được chăng? Tôi trả lời được, chỉ có một số ít không bằng lòng nói: ngươi vì mấy đồng hoặc vì mấy mà giết bọn ta khổ sở lắm, nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá. Khuyên nhóm thiểu số, nếu hắn chịu làm như vậy tốt đẹp cho cả đôi bên. Nhận lời, nhóm thiểu số nói: hắn có thật sự làm được thì mới tốt. Viên quản lý liền nói: thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi. Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Ấy là canh năm phải giết loài vật, Phổ Kỳ thức dậy sắp giết gà vịt vân vân, tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để thưa chuyện. Viên quản lý: hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con đã bỏ chạy. Những con ở trong tức lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi. Ngày hôm sau, mời các con người góp vốn đến thuật lại giấc mộng hồi đêm. Từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định. Cổ đông nói: ông đã không muốn sát sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng trở, biến thành quán ăn chay, bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Cửu. Do vậy, người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn.
Nếu ông có thể phát tâm lợi người lý thành niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để cầu gia bì, thì người góp vốn đều bỏ được chuyện giết heo, bởi cửa tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô chánh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Ông nói ngồi niệm trên giường sợ mắc tội là vì chẳng biết khi ngủ cũng niệm được, nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng. Yêu ông nói ăn chay thân thể gầy yếu, cụ chẳng biết ăn thịt có chất độc, chẳng dinh dưỡng, lại còn phải nợ mạng. Hãy nên uyển chuyển khuyên mẹ ông ăn chay, niệm sanh Tây Phương, cũng nên bảo vợ con ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn, phải chú trọng kiêng sát sanh trong nhà. Dẫu mua thứ đã làm sẵn, cũng không ăn nhiều phải trả nhiều, ăn ít trả ít, không ăn không phải trả. Nếu ông góp vốn và viên quản lý trong tiệm cảm động, thì sau này những người tiếp tục đề xuất công đức ấy do ông khởi đầu, lợi ích lớn lắm. Câu tích phước. Những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt, mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt, cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết khác không thể cướp đoạt. Vàng bạc, châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân, thứ người khác có thể cướp đoạt mà ta không thể mang theo khi chết. Học thức tài năng xuất chúng, đó là những thứ người khác không thể cướp đoạt, nhưng ta cũng theo khi chết. Còn nói về những thứ mà ta có thể mang theo khi chết, nhưng người cướp đoạt, thì không gì khác hơn chính là những việc thiện đã làm, phước đức đã tạo, thiện đạt đến mức cao nhất, thì có thể giúp cho tổ tiên bảy đời đều được siêu thân ủng hộ. Tích phước đến mức cao nhất thì có thể khiến cho các nạn lũ lụt đều không thể làm hại đến. Làm việc thiện chính là nền tảng của sự, mà phước đức có được lại chính là sự cảm ứng từ việc làm thiện. Nếu chỉ tu phước trí huệ, mọi khi hưởng phước lại nhân đó mà tạo thêm nghiệp xấu. Nếu chỉ tu không tu phước, e rằng đời sau phước mỏng, cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn. Xưa vào thời Đức Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm. Người anh trì giới tham thiền, hết lòng cầu đạo, nhưng không tu hạnh bố thí, siêng tu phước, nhưng thường phạm vào giới luật. Về sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành chứng đắc quả vị A-la-hán, nhưng vì chưa từng tu phước nên thường đói thiếu, được no. Người em do thường phạm giới nên phải xin làm con voi. Tuy nhiên, thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh, lại được Đức Vua yêu thích. Thường thân đầy những thứ vàng ngọc châu báu, lại ban cho thực ấp đến trăm hộ, thức vật. Cho nên nói rằng, tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, không tu phước là hán thường đối thiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Của chúng tôi hầu như là tương đối soạn và chuẩn bị những cái tài liệu khá là kỹ. Quý vị nghe thấy rất là hứng thú đúng không? Những người mà họ không có dụng công tu hành trừ nghiệp chướng phát sanh trí tuệ đó, thì họ thường là phạm giới. Họ không tin nhân, ăn chơi chát tán, sát sanh hại vật, quan hệ bừa bãi là đối với họ là chuyện rất là dễ làm. Họ không có khắc kỹ giữ giới. Thường những người này giống như là cái vị tuy rằng tu sĩ rồi thời Phật Ca Diếp, nhưng vẫn là. Còn nếu mà mình tu hành tinh tấn, không biết đến bữa cơm cũng không có nấu, không có lo một cái gì hết, chỉ ăn phè phởn, không có biết nội tài bố thí, có là hưởng một mình mà xài phung phí, thì đời sau giàu chứng A-la-hán rồi mà vẫn khất thực, không ai cúng, đói luôn. Chứng quả rồi mà vẫn không đủ cái phước dùng một bữa ăn luôn. Bây giờ thấy tu phước tu huệ nó quan trọng cực kỳ. Chỉ có niệm Phật thôi, khỏi có phát tâm cúng dường gì hết trơn á. Quý vị mang tiền về nhà lo đi, đừng có cúng chùa gì hết trơn á. Tôi không có tu huệ, không có niệm Phật là vẫn sanh tử luân hồi. Nói nó không có lột trần được cái việc để tu phước và tu huệ, chỗ này quan trọng. Nếu người đó có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ phước báu, nhưng thọ mạng người này ngắn,
cái công đức thọ mạng cực kỳ quan trọng luôn. Tôi nói là bốn cái công đức này là đủ hết. Phóng sanh là thọ mạng kéo dài, bố thí vô ý, tu công đức vô ý, lễ Phật là để cho mình tiêu tội, tu huệ, phát tâm ấn tống, đó là một loại tu công đức để mà tội đời trước nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Tây phương là liễu sanh thoát tử. Bốn cái công đức này là gần như là trọn vẹn để một con người tu phải nhắm vào trong đặc biệt. Hôm nay chú Quảng Tịnh có đây, Đức An có ở đây, rồi cô Diệu Tính có mặt ở đây. Chúng tôi nhớ từ bên Mỹ đi về làm một cái lần phóng sanh đầu tiên tại dưới sông Bạch Sài Gòn đó. Làm chỉ được một lần vậy thôi, được sau không thuê thuyền được nữa. Làm cái lần đó là phải nói Hải Quảng đến, Thượng Tọa Thanh Phong đến, chúng tôi có giảng và đông quá thuyền không ra khơi được, chỉ thả ra được là hồi hướng cho cô Hương Trúc. Cô này đặc biệt kỳ tích, ung thư đau. Ngộ, ung thư mà không đau. Mà chú Quảng Định với lại cô Diệu Tính, cái lúc mà cổ vô cái cảnh bằng cùng mà nghèo khổ đi bán xôi đồ nghèo. Rồi bắt đầu từ khi gặp được Phật Pháp xong rồi, hai vợ chồng Quảng Tịnh làm được đồng nào đem ra gửi tài khoản đĩa, là một lần mà mấy chục ngàn đĩa mang xuống Đại Tùng Lâm, nó cúng dường từng đồng từng cắt. Cúng dường tiền in đĩa in tượng, có nhiều gom gom cúng dường. Lần lần cái làm ăn tương đối khấm khá, hôm nay nghe nói cũng khá lắm rồi đó, đất mẫu mẫu rồi đó. Từ một gia đình nghèo bà già đi bán xôi, trời ơi, giống như mẹ dán nhàn đi bán bánh hỏi rong. Vậy mà giờ yên vui, có xe con Toyota rồi chạy luôn. Ông nói tất cười không kìa, mỗi lần sư phụ ghé nhà con là con mua thêm được căn nhà bán có lời. Ông nói đã lạ, cái phước báu của ổng thôi cho mình ghé nhà đâu có quan trọng vậy đó. Thấy không ạ? Cho nên mình phát tâm phóng sanh thì người này phải kéo dài thọ mạng, cho nên phóng sanh chùa mình không bỏ. Dẫu cho nó dí bắt kỳ một tháng là 40 triệu là thêm một ngày lễ vía 19 hàng tháng nữa đó, là 5 triệu nó thành một cái tháng 50 triệu đều như vậy. À, trước một tháng bao nhiêu, có hai tuần có 500 ngàn. Thì chúng ta ăn cái tích lũy âm đức. Mà khi con người này tích lũy thì sự nghiệp người này thành công. Mà nếu người này không tích lũy âm đức, mà tổ đức là công đức của cha mẹ, tổ tiên mình không có tạo á, mà mình cũng không tạo luôn á, thì cái sự nghiệp của mình không bao giờ thành công. Dẫu cho ráng mà tạo, mà gồng gân lên bươn chải á, thì cũng nhập công không có thành công được. Không tới đâu. Nghe Ấn Tổ khai thị âm đức, không có nhớ được cái tổ đức mà tích lũy âm đức á, thì dầu cho sự nghiệp đến nó cũng tuột đi đường khác. Nếu không âm đức cứ dùng phát khởi, ắt sẽ có hại họa về sau, chẳng thà không phát còn hơn. Người không có, trong mạng không có tài, đức cũng không có, tổ đức là không để lại âm đức, mà ráng để mà tạo ra sự nghiệp á, gây hại họa. Họa hại là lý do gì? Thường những người không có tài, thọ mạng, trong mạng họ không có tài, đức cũng không, người này là hay suy nghĩ xấu ác. Mình hay nghe là bằng cùng sanh đạo tặc, hay suy nghĩ xấu ác. Dẫu cho họ thành nghiệp đi nữa, cái tâm xấu ác này chiêu cảm, cho nên họ hại đến với họ. Mà được tổ đức để lại, mà đức đó là họ tích lũy cái gì? Hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Họ có đắp cái nền móng của tổ đức này và âm đức này rất kỹ, rất vững. Sự nghiệp là gì? Họ thành tựu, ít bị sụp đổ. Còn mình nghe người đó đang là gì, tỷ phú lẫn nam, đùng cả gì, vô tù ngồi. Họ hại đến với họ. Phước thừa của đời trước sanh ra đời này đang hưởng mà không tạo âm đức thì người này sẽ thất bại, chắc chắn là thất bại, không hết một đời người này đã tàn đời. Chỗ mà xuất sắc quan trọng cực kỳ. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra phụ tích âm đức mà được. Chỗ này hay. Đại thánh đại hiền, những lập đại nghiệp hầu như là có tổ đức của nhiều đời để lại. Và người này duy mối và họ giữ được cái âm đức, cho nên thành ra người này thành công.
thường những ông lập đại nghiệp hầu như là họ hiếu thảo cha mẹ, họ tôn kính những vị bậc thầy sư trưởng, họ tôn kính tam bảo. Thì thường những người đại công lập đại nghiệp mà an toàn suốt cả cuộc đời của họ luôn. Đại phú đại quý, cháu sinh trong phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ, đã một phen vung bồi, đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn, đấy chính là những người phú quý trong cõi đời này. Kinh khủng không? Lời của Ngài nói nó mình nó có cái tác dụng. Đại phú đại quý cũng thế, con cháu chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, phá sạch tổ phụ, phá sạch tổ đức, những cái công đức của cha mẹ ông bà để lại, hiếu dưỡng cha mẹ, thương người thương vật, những người quá bùi cơ nhở, bỏ hết sạch, chỉ biết hưởng phước uống nhậu nhẹt chơi bời, cho nên sự nghiệp bị tan biến do tổ đức này, do cái âm, cho nên tổ nghiệp bị phá vỡ sạch. Đời đời giữ được tổ tiên vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà Hạ Phạm, đó là Phạm. Ấn Tổ nêu cái ông Phạm Trọng Yên này đặc biệt. Ông Phạm Trọng Yên này ở Tô Châu, từ Văn Chánh Công Phạm Trọng Yên đời Tống cho mãi đến hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh đời. Phạm Trọng Yên này hôm bữa chúng tôi mới đọc lại câu chuyện của ông. Lúc ông còn nhỏ, nhà rất là nghèo, mẹ mất cho nên cha phải đi theo một vợ khác. Và ông rất là tội nghiệp đó. Ông gặp cái ông coi tướng, ông nói rằng ông coi tuổi coi đời của tôi, có thể là tôi làm tể tướng được không? Còn nhỏ chút xíu, chút xíu vậy đó. Lúc chút kia ông coi tướng á, thì coi tôi coi làm tể tướng được không? Thầy tướng ông kia, thằng nhỏ này ngỏ ta, mà kêu đi coi làm tể tướng trong mạng con có làm tể tướng được không? Không, thầy tướng ông suy nghĩ hoài. Thằng đó chưa kịp nói, kịp nếu không làm tể tướng được thì ông coi tôi có làm thầy thuốc được không? Xong rồi ông thao mà con lại nghĩ hai cái công việc này, hai cái nghề nghiệp này. Nó kêu tể tướng là người có quan chức, người có quyền uy thì mới có thể giúp cho muôn dân được. Còn nếu không làm tể tướng được thì làm thầy thuốc để chữa. Thì ông thầy tướng này ông nói mày chắc chắn sẽ làm tể tướng, bởi vì mày luôn luôn nghĩ là từ còn nhỏ mày đã muốn làm lợi ích cho người khác thì mày sẽ làm tể tướng. Mày sẽ làm tể tướng. Rồi cuối cùng Phạm Trọng Yên này là ông làm quan trong triều rất lớn. Và cái câu nói của ông là đặc biệt lo trước cái lo của thiên hạ, vui của thiên hạ. Bao nhiêu tiền bạc của cải ông làm quan có, ông mua ruộng mua vườn hết. Nào mà hạn hán lũ lụt bị thiên tai dịch bệnh, hoặc có những cái gì dân mà bất an là ông sẽ đất cho dân để mà trồng lúa trồng gạo để mà sống. Ông lo cái lúc mà dân chưa đói là lo trước cái lo của thiên hạ. Lo cho thiên hạ vui trước đi rồi mình vui sau, là vui sau cái vui thương hạ. Đây là tích lũy một cái âm đức. Lo trước cái lo của thiên hạ, đặc biệt luôn ông này, siêu xuất luôn ông Phạm Trọng Yên. Ấn Tổ phải khen ông này. Đó là tích lũy về âm đức. Còn nói về cái việc mà tu huệ đó, thì anh nói thêm một cái chút xíu nữa. Người hiện tại bây giờ khi sự nghiệp của họ đang thăng hoa lên, đùng một cái phá vỡ, có nguyên do của nó. Mà nguyên do chính cũng không có ngoài cái lời của các vị tiền bối, lời thánh hiền, đó là phá đi cái âm đức, cái tổ đức. Mong cho tổ nghiệp tụ, đừng có mong cái chuyện này không có đâu. Dẫu cho có là phước thừa của mình, nhưng mà rồi nó cũng sẽ tan tương mốc giữa ban mai thôi. Nhưng mà họ không bao giờ tin tưởng điều này. Đáng lẽ họ có được cái tổ nghiệp, họ dày gầy dầm ăn khấm khá, phải thương người thương vật, chứ ai mà đâu ăn quá cỡ mà giết bao nhiêu lộ súc vật. Thấy người già mà còn khinh bỉ, thấy người giàu lại ganh ghét, thì cái tổ nghiệp của người này phải sự. Cái người tu hành cũng như vậy. Nếu mà không có biết rằng là biết ơn tam bảo, biết ơn sư trò, phụng sự chúng sanh để cúng dường chư Phật, thương người thương vật ha, thì người này tu cũng không thể nào tới nơi, bị tương xứng với cái thân mạng của họ, cái chánh báo với cái thân tướng của họ, nó không có tương ơn tam bảo để hưởng được cái phước báo. Hai vợ chồng nha, rất yên ổn. Một người chồng bắt đầu khởi niệm lên tà vậy và bắt đầu ăn chơi hưởng, thì hai người này bắt đầu tách rời xa nhau, hai người này không tương đồng nữa. Đó là hai người vợ chồng, chứ đừng có nói chuyện mà ở trong tam bảo nữa. Nó có cái sự đào thải rất là đặc biệt trong đó, vi tế của nhau.
Giờ chúng tôi nói đến cái việc để huệ. Nói chung lại cái việc tu phước và tích đức hồi nãy giờ nói là hết 1 tiếng 12 phút rồi. Giờ còn lại thời gian thì chúng tôi nói về việc cái việc tu huệ đó thì Tổ sư Ấn Quang vẫn là đề xướng là lấy cái quả giác của Phật. Quả giác đó là cái quả mà vô lượng trí tuệ. Giác là lấy cái quả giác của Phật tu đã thành rồi làm cái nhân địa để mình tu. Mình lấy cái công đức niệm Phật, lấy cái danh hiệu của Phật, lấy cái quả giác của Phật là danh hiệu của Phật. Thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói và mình hành trì, mình tu. Lấy cái quả giác là danh hiệu của Bồ Tát Quán Phật để chứng được nhĩ căn viên thông, để làm nhân địa để mình tu. Lấy cái quả giác tức là lễ bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn để làm nhân địa để mình tu. Và nương nơi bộ kinh vô lượng ngày để mình có tính tâm với Tây Phương Cực Lạc. Thì cái cách tu này để mà tiêu nghiệp, để bệ, thì thường nó cái lúc mà con người ở trong cái cõi này họ đang hưởng phước mà họ chưa hoa báo, họ khổ đau, thì hầu như ít ai có chịu tu lắm. Mà khi mà họ gặp khổ đau, họ gặp những cái chuyện biến cố trong cuộc đời, bắt đầu họ tu. Mà thường họ tu là lúc họ niệm Phật, niệm Quan Âm, lúc mà hết khổ đau, tức là sống lặng, biển yên, tư tưởng họ được an ổn, họ được người giúp đỡ bình rồi, hoặc họ làm ăn thất thoát, bây giờ họ được làm ăn trở lại, hay là họ bệnh, họ hết bệnh, thì chừng đó là họ ngưng. Họ tu đến chừng đó họ ngưng, họ kêu đủ rồi. Không còn khổ đau, buồn phiền cũng yên. Thực ra không khổ đau ở trong cõi này thì hết cái khổ này đến khổ nọ, nhưng một cái đợt sống này hết đến đợt sống nọ nó tới chứ không bao giờ đâu. Nhưng mà họ lầm, họ tưởng là ồ, bữa nay yên ổn rồi, không có còn khổ nữa, tư tưởng được an vui, rồi mọi thứ yên ổn. Nhưng mà Ấn Tổ nói tên đó cũng chưa đâu. Nhưng mà nếu mà người đang gặp khổ đau mà họ mà để sống lặng biển yên á nha, cho họ được yên ổn á nha, thì cái chuyện này cũng không phải dễ gì đâu à. Mà dễ đâu à. Mà Ấn Tổ thường nói phải dụng công sao? Liều hết tánh mạng, niệm danh hiệu Phật, niệm danh trì thần chú đại bi, liều hết tánh mạng như một người chống vạn người, tha thiết mà niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Niệm đến lúc mà biển lặng sóng im, niệm đến lúc mà tâm của mình và thân của mình nó không còn, thân không còn, nó đang yên ổn rồi, thì Ấn Tổ nói vẫn chưa xong. Tiếp tục niệm nữa để tiêu túc nghiệp, là nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, để tiêu túc nghiệp. Và gì? Thì bắt đầu trí rạng, chướng tận, phước sâu, liễu sanh thoát tử. Phải chứ không phải là chỉ đến cái đoạn là gì, chỉ đến cái đoạn là thôi yên ổn rồi, thường con người mình cầu an rồi, thôi yên ổn rồi, đến đó thôi. Không phải, đến đó không đủ. Như đó đấy, cái cô này cũng còn trẻ, nói vậy chứ cổ cũng hay bị bệnh, cho nên thành ra cổ cũng đặc biệt ưu tiên trẻ trẻ. Cổ vào trong này cũng có bị bệnh, thường lúc mà cổ căng thẳng cổ giật kinh phong. Hôm bữa cổ mới quỳ lại ở đây cổ nói trời ơi, con khó chịu, rất khó chịu quá. Hỏi sao không niệm Quan Âm đi, kêu con có niệm rồi. Trời, rồi làm sao khó chịu? Đã ở trong này rồi, có ai bức bách, có ai hù dọa mà làm cho mình khó chịu không? Hay chính mình trong cái tư tưởng vọng động điên đảo, những cái tư ô nhiễm á, nó làm cho mình khổ đau. Coi lại đi, có ai bức bách mình không? Có ai gây khó dễ mình không? Có ai đánh đập mình không? Có ai tù tội cho mình không? Không, vì sao mình khó chịu? Cái gì không thanh tịnh? Nếu mà ý tịnh vô nhiễm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì làm gì có. Mà khó chịu đó nó cũng đâu có thiệt đâu. Nó là đợt sống vọng tưởng, hết đợt này đến đợt nọ. Ngủ quang đêm đôi khi nó hết, nó cứ dập dòi dập, nó vùi dập hoài thôi. Rồi bắt đầu chịu đề khởi niệm lên bắt đầu. Người mà tư tưởng họ không chịu niệm Phật, nó vùi không tự chủ được. Và có ông thầy bạn, ông bị dịch kinh phong. Ông đang ngồi học như vậy, cái bữa đó ông đang căng thẳng một cái là ông bỏ trong trường, bị trong cái lớp học bị gì có ni. Ông chạy ra nửa đường là mấy thầy biết phải chạy theo đỡ cho ông, giật một cái ông ngã ngửa đất, có khi bể đầu chết tại chỗ, phải có người đỡ. Thì như thường những người này là ý nghiệp của họ không được thanh tịnh. Và gọi là nếu mà thực sự mà gọi là ý tịnh, không có thể nào mà gọi rằng là bất an khó chịu như vậy. Lúc đó học không có thời cho họ vào công phu. Bởi vì cho họ căng thẳng là họ giật kinh phong liền. Thần kinh nó giật mà toan thân. Là do cái ý của họ và cái tâm của họ nó bất an đến tột độ luôn rồi. Niệm này không được. Mà niệm đến lúc nó hết giật rồi thôi, hết giật rồi khỏe không tu nữa. Nó chưa tiêu nghiệp mà. Mà nếu thực sự nghiệp tiêu rồi nó không bao giờ trở lại. Phải phát sáng, phước là phải cao trỗi hơn người bình thường.
Cho nên thành ra cái lối của Ấn Tổ là không phải niệm Phật để yên ổn trong cõi này, mà phải cho tiêu nghiệp, cho bước báu cao dày, và gì? Phải liễu sanh thất tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc kìa. À, phải nói như vậy đó. Có nhiều người nói, sao con không bệnh hoạn gì hết mà sao cho nó bức rứt quá, nó nóng nảy quá. Cái này là gì? Ý không tịnh, tâm bất tịnh, tâm ô nhiễm. Nó hành hạ, nó cấu xé ở trong đó. Kinh hồn lắm. Lúc cái tâm niệm này nó khởi lên rồi, bắt đầu nó phát ra cái độc tố, toàn bộ thân tâm là bị cái độc tố này. Toàn bộ trong người mình nó ảnh hưởng cái độc tố này. Và cái độc tố từ trong tâm nó phát ra như thiếu sức rồi đi bác sĩ khám, rồi ăn gà, ăn vịt, ăn động vật, độc tố vô nữa thì người này mau chết sớm. Mình mau chết sớm. Nguy hiểm vô cùng, chứ không phải đơn giản đâu. Niệm Quan Âm là mát mẻ. Nam Mô Quan Thánh Bồ Tát ra tiếng hoặc thầm, hoặc nhỏ tiếng, hoặc trong tâm. Để cái miệng ở không trong này có làm cái gì đâu, có bắt khổ cực đâu, chỉ nhép môi. Mệt thì niệm nhép môi, niệm suốt ngày, chưa tới 10 ngày là gì? Bảo đảm tâm yên ổn ngay tức khắc liền. Trên Bồ Tát Quán Thế Âm, đặc biệt ai buồn phiền, nhất là sanh đẻ mà phải niệm ra tiếng, chứ niệm thầm là không đẩy đứa con ra được. Ta rồi mà bực bội tức tối là cho nó bú sữa mình là nó chết ngay, bởi vì sữa mình là sữa độc. Chỉ có Ấn Tổ ngày siêu xuất, quá siêu xuất. Hộ niệm thì nên niệm Phật, mà lúc sanh đẻ là phải gì? Phải là gì? Phải niệm Quan Âm. Như vậy mình đang tu tịnh độ mà mình niệm qua, phải là mình không tin Phật Di Đà mình mới niệm Quan Âm Bồ Tát không? Phải. Phải. Mình cố gắng mình tin tưởng Đức Phật Di Đà, nhưng mà điều gì? Mình tin thêm Quan Âm nữa chứ không tin Phật Di Đà. Không phải. Không phải. Hai cái ý nghĩa này khác nhau. Người ta kêu ô Phật Di Đà không có linh, niệm hoài không có kết quả, thôi niệm Quan Âm đi. Thì cái người này không tin đó. Cho Ấn Tổ ngày kêu sáng tối phải niệm Di Đà nữa nó mới hợp lẽ. Rồi nếu mà nghiệp chướng nặng nề, phút ngày niệm Quan Âm luôn. Niệm Di Đà và niệm Quan Âm giống như hai tay hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ, cái này đau tay kia bó, giúp đỡ lẫn nhau. Di Đà là Đức Phật Di Đà, cần phải có một hỗ trợ tiếp dẫn vãng sanh. Trong này văn sao có nói, muốn gặp là vua là phải qua tể tướng là Quan Âm. Trong này văn sao Ấn Tổ nó rất kỹ. Nếu mà người nhiều nghiệp chướng nặng, niệm Phật có qua âm qua, mà với điều kiện người này phải niệm cho tương ưng thì thời gian rất dài, sợ họ chịu không nổi. Cho nên không có duyên với phương này, niệm Quan Âm là ngài ứng hiện cứu trong sát na, ứng hiện rất nhanh. Thì là cái người mà phải niệm rồi mới có niềm tin được. Do niệm nào cũng là Phật, cho nên biết sáu chữ trọn khắp môn pháp. Một môn chính là phổ môn, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Toàn sự nơi lý, toàn lý nơi sự, toàn sự là lý, toàn vọng là chân, tu toàn tu nơi tánh. Những cái câu này là ngài nói toàn là nơi cái sở chứng của ngài thôi. Nương vào y báo chánh báo cõi ấy là cõi Tây Phương Cực Lạc, để hiển ta thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác khoảng cách 10 vạn ức cõi xa, chín phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời, hết sức bình thường nhưng diệu. Những kẻ chứng nhập tối tâm tham cú mù quáng kia, há mong sánh vai được ư? Những người mà ngộ được nơi tự tánh của mình, gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật, minh tâm Phật đó, thì thường những người này gọi là lý tức Phật hoặc là danh tự tức Phật. Thời này ra rất là khó, không có. Dẫu cho có đi nữa, đời sau lần họ vẫn bị mê tiếp, bởi vì họ chưa có, họ mới có ngộ thôi, họ chưa có chứng, họ chưa có phá được kiến học và tư học thôi nghe, là họ là đã là đạt được cái tiêu chuẩn là gì? Không phạm giới rồi. Nếu đời sau nghe thì gì? Thì họ vô sơ quả được rồi, thì khi mà họ cày cấy thì trùng kiến giới tự cách ra ba thước, không có đụng đến họ. Cái đạo lực của họ khiến trùng kiến giới không có đụng đến họ, cho nên giới sát họ không có bị. Nếu mà họ không xuất gia, đời sau họ lập gia không có bị phạm giới tà dâm. Ghê sợ. Cái người chứng sơ quả rồi, đạo nó có một cái đạo lực nó như vậy đó. Sơ quả đó, xây lên cõi trời 7 lần, sanh cõi người 7 lần. Ngộ thì cách xa với chứng còn xa lắm. Cho nên thời này mà để mà kêu mình thiền sư là tìm không ra. Mà dẫu cho ngộ như ngài triệt ngộ thiền sư là ngài Mộng Đông tổ thứ 11, ngài cũng thật vì sanh tử phát lòng nguyện sâu, trì danh hiệu Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Triệt ngộ thiền sư đó, tổ thứ 11.
Đó là bốn cái câu mà Ấn Tổ nói là cương tông, là tinh yếu của tịnh độ. Cái việc chúng tôi nói sơ về cái việc tu huệ, ngoài cái việc tu phước và tu đức thì cần huệ nữa, để mình đoạn trừ vô minh, phá trừ tập khí phiền não. Phật là đặc biệt. Niệm Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú đại bi. Mà đặc biệt có một cái cô ở Hà Nội, cô nói khi con về con cầm cái máy của thầy, con trì 3 ngày đầu nó nhói chứ con chịu không nổi, nằm ngủ nó cũng nhói, cửa cũng nhói, lăn qua cũng nhói, khó chịu vô cùng. Thì chúng tôi nói ráng tụng. Mà con nói là chắc do nghiệp chướng, con không biết, con 3 ngày nó hết. Chúng tôi nói là giờ sau sẽ trở lại nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không biết hít sâu vô để mà mình dưỡng khí trong người mình. Thứ hai nữa là do mình không có biết, lúc mình mệt là mình im lặng lắng nghe công đức cũng bằng như tụng mà, đâu có khác đâu. À, vì vậy cho nên tụng thần chú đại bi, nếu tụng được mà khí lực đủ mà biết lắng nghe khi mệt, thì người này nếu 108 hoặc 54 bước thăng bằng của Bồ Đề Tâm và cái sức công phu mà nó giữ chừng mực như vậy, nó không bị thối chuyện. Chứ còn là công phu mà chưa vô thành phiến, mình chưa niệm Phật thành khối và mình chưa giữ công phu được vững vàng á ngang, mà mình ra việc gì đó thì nó hay bấp bênh lắm. Cho nên giữ thêm thần chú đại bi đều đặn bao nhiêu biến, cứ đều đặn như vậy, nó không có bị bấp bênh, không có bị thối chuyển. Rất đặc biệt cái chỗ này. Cho nên mà vì sao Ấn Tổ ngày là giữ thần chú đại bi, ngày kêu tự lợi lợi tha, hộ thân và hộ quốc là như vậy đó. Cái chủ khi gặp thần chú đại bi thiên thủ thiên nhãn, người ta phục liền, hồi hướng cho người ta siêu thoát, rất tuyệt. Không được, nhưng mà điều mình bị gián đoạn, mình không có đủ công phu, mình cần phải có trợ hạnh, tránh trợ đồng hành, tránh trợ song hành, giống như là thuận nước căng bường. Âm được không? Được. Tin thêm Quan Âm nữa, chứ không phải là niệm Quan Âm là bỏ, không tin Phật Di Đà và Phật Di để giúp cho mình, không phải như vậy. Trì thần chú đại bi được không? Được. Tỏ Ấn Quang làm rồi mình bắt chước, mình làm ở công đức. Nhưng mà quan trọng là hơi thở nha, cực kỳ quan trọng hơi thở luôn. Vậy cho nên thành ra là này chúng tôi có soạn ra cái hơi thở một chút xíu nữa để thầy Minh đọc. Và cái đoạn nói về hơi thở này có khác, mà đến hôm nay là 3 buổi đều có nói đến hít thở sâu hết. Quan trọng cực kỳ. Chúng tôi là bệnh tổn khí quá nặng luôn, từ bên Mỹ và từ 2007. Mãi đến hôm nay gặp Ấn Tổ nói văn sao và tìm cái cách hít thở sâu vô trong đó và thở ra giữ lại, để cái không khí nó vào đủ trong con người mình, nó sảng khoái. Lúc trước không hít thở là giảng như vậy, về buổi trưa nằm là nó cứ trằn trọc mà nó khó chịu trong người. Nó y như là nó tổn thương cái khí lực á, nó làm cho mình khó chịu, không bao giờ ngủ được. Ngủ nó cũng dậy liền buổi trưa á. Nhưng mà riêng bắt đầu khi bây giờ đi về, chút xíu nữa dẫn xong về rồi một cái là hít. Ra ăn cơm xong là đi vòng vòng hít nhẹ, cái nữa là gì khỏe liền. Bữa nay còn một cách là vừa hít sâu vô nín lại đi, tập nó quen mà ra bên ngoài hít là không khí ngoài trời là tuyệt mát luôn. Hay cực kỳ cái phương á. Nghe thầy Minh đọc. Nam mô Bổn Sư Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép lợi ích của việc hít thở sâu mà Sư Phụ vừa soạn ra, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại mô A Di Đà Phật. Hít thở sâu giúp bảo vệ cơ thể chống lại các thở sâu làm nở phổi và tăng cường hoạt động của phổi. Hít thở sâu cung cấp lượng lớn oxy, mở rộng phổi và điều hòa tuần hoàn máu. Chúng ta những lợi ích sức khỏe khác nhau của hơi thở sâu. Nếu bạn gặp vấn đề trong kiềm chế hít thở sâu có thể giúp. Vì vậy hãy bắt đầu chú ý đến cách bạn hít thở, hít lâu đi kèm với nhau. Dưới đây là những lợi ích của sức khỏe của hơi thở sâu. Một trong những lợi ích sức khỏe của hơi thở sâu là giải độc trong cơ thể. Một hơi giải phóng chất độc ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, nếu bạn hít thở nông, các cơ làm thêm giờ để giải phóng độc tố. Giảm căng thẳng, bạn đã có một ngày làm có một vấn đề khiến bạn giận sôi người. Hít thở sâu giúp làm giảm sự căng thẳng cơ bắp. Hãy thử hít thở sâu trong khi làm việc. Massage cơ quan bên trong. Ta thường trả một khoản tiền để massage bên ngoài cơ thể mà không nhận ra rằng những cơ quan bên cần được nuông chiều. Khi hít thở sâu, bạn có thể dễ dàng massage cơ quan bên trong. Tăng cường sản xuất máu. Một hơi thở sâu có thể làm tăng cung cấp cơ thể bạn, làm tăng hemoglobin trong máu,
tăng cường sản xuất máu sẽ giúp hoạt động bình thường của cơ thể. Có tư thế đúng, ngày nay nhiều người trong chúng ta mắc kẹt trên chiếc bàn làm việc. Chúng ta đều đã nghe những bài giảng về việc duy trì tư thế, biết rằng hít thở sâu buộc chúng ta phải ngồi trong tư thế thích hợp. Chống lại hô hấp, hít thở sâu giúp bảo vệ cơ thể, chống lại các vấn đề hô hấp, thở phổi và tăng cường hoạt động của phổi. Vì vậy, phổi trở nên khỏe mạnh và miễn dịch, kiểm soát cân nặng. Có rất nhiều cách để quản lý chế độ ăn uống và tập thể dục thon thả. Bạn có biết rằng hít thở sâu cũng giúp ích trong việc kiểm soát trọng lượng, thêm khiến sự trao đổi chất nhanh hơn, dẫn đến tiêu hóa chất béo nhanh hơn. Tăng cường hệ thần kinh, hít thở sâu cũng có lợi cho hệ thần kinh, thêm oxy và tăng cường não, tủy sống và tất cả các dây thần kinh lan truyền khắp cơ thể, trung tốt hơn. Cuộc sống thường gây áp lực và chúng ta luôn tìm cách để thư giãn đầu. Thở sâu giúp bạn cảm thấy thư thái và dễ tập trung vào những công việc tiếp theo. Chịu đựng. Hít thở sâu còn làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Điều này có nghĩa rằng cơ thể ta sẽ có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, từ đó sản xuất nhiều năng lượng hơn. Tăng sức chịu đựng của bạn trong tất cả hoạt động, giúp ngủ ngon hơn. Nếu bạn không thể ngủ ban đêm, hãy cố gắng hít thở sâu. Bài tập đơn giản này có hai mục đích: làm dịu hệ thần kinh trung ương để bạn cảm thấy thư giãn hơn. Thứ hai, nó hoạt động thiền giúp bạn tĩnh tâm. Một khi tâm trí của bạn được thông suốt và tĩnh lặng, sẽ ngủ ngon hơn. Hít thở sâu sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn khi được kết hợp với thư giãn khác như tắm nước ấm trước khi đi ngủ hoặc nghe các bản nhạc nhẹ. Lại và hít thở sâu 10 phút trước khi đi ngủ. Cách thở bằng bụng, kỹ thuật đơn giản và bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Toàn bộ quá trình thở bằng bụng được 4 bước như sau. Bước 1, hít vào bằng mũi chậm rãi, không hít mạnh. Đó là phình bụng ra cho đến khi không hít vào được nữa. Lúc này lồng ngực đã chứa đầy. Bước 2, nín thở khoảng 3 đến 5 giây để không khí trao đổi trong lồng ngực. Thở ra bằng miệng chậm rãi như lúc hít vào và đồng thời hớp bụng vào hết. Bước 4, nín thở từ 3 đến 5 giây và bắt đầu lại quá trình từ bước 1. Một ngày mới với 10 phút hít thở sâu để giữ cho mình tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày. Khi thực hiện bài tập hít thở đơn giản này, bụng của bạn sẽ phình ra và xẹp xuống đáng kể quá trình. Bạn thậm chí có thể nghe nhạc hoặc nghe tiếng mưa rơi để thư giãn trong khi hít thở sâu. Dán các ghi chú quanh nhà hoặc văn phòng để nhắc nhở bạn hít. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong khi lái xe tới văn phòng hoặc tới bất kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi nói một chút xíu cái kinh nghiệm của chúng một tháng hít thở, cái điều này để cho quý vị nhớ. Hồi nãy người ta nói dán những cái ký hiệu nhắc nhở cho mình quanh phòng để mình nhớ đó. Chứ nhiều người họ không nhớ số. Mình sao sáng đến giờ tự nhiên mình quên hít thở rồi. Thì đó là cái mà mình nên lưu tâm làm. Thường chúng tôi là trước khi công phu chúng tôi phải làm 10 đến 15 hơi sáng á. Sau khi công phu chúng tôi cũng làm 10-15 hơi ra bên ngoài trời hít. Trước khi ăn cơm trưa, trước khi ăn cơm trưa là làm hơi. Thì thường mỗi lần chúng tôi chỉ cần 10 phút thôi. Thì đến trưa trước khi ăn cơm cũng như trước khi ăn cơm xong xuống cũng được 10 phút nữa, 10-15 hơi là 3 lần. Rồi thường khi nghỉ trưa dậy đó là chúng tôi cũng ít thôi. Nhưng mà khi công phu chiều xong là lúc đó hơi nhiều. Nhiều là đến 15 có khi 20 phút. Thì buổi trưa là ăn cơm trưa, chứ khi ăn cơm trưa rồi là không bao giờ hết được. Mấy người làm văn phòng thì cũng hơi khó đó nghe. Họ mất. Và trước khi ăn cơm trưa thì được, chứ trước khi ngủ trưa, mình nghỉ trưa mà mình ăn cơm trưa rồi hít thì hơi khó, bụng khó hít. Trước khi ngủ tối, thường chiều chúng tôi tối không ăn, chỉ dùng bột, có khi không dùng, thì hít 20 phút cũng có. Nhưng mà lúc hít đó mình có công phu không? Có. Hít vô thiệt chậm nhẹ và niệm Nam Mô Quan Thế Âm, ai niệm Phật cũng được. Giữ lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm. 3-4 câu xong bất. Vẫn đang công phu được, vẫn hít thở mà đang công phu được.
Nếu mà tập như vậy một tuần, cuộc sống mình không có vội vã, nó không có bợp chợp, nó không có hấp tấp nữa, và nó chậm chạp trở lại. Mà thường con người mà chậm chạp trở lại thì họ làm việc gì cũng là dễ thành công. Tốc là bất đạt, nôn nóng quá bợp chợp là không có thành tựu được cái gì hết cả. Mà thường hít thở như vậy là chạp trở lại, nó bình tĩnh trở lại và nó cặn kẽ kỹ càng, nó có một cái vô trong cái hơi thở, nó không có vội vã nữa. Đó. Người nó không hấp tấp nữa. Chúng ta nói về hít thở. Thì giờ nói thêm một chút xíu về cái việc giáo dục gia đình, nó còn lại 25 phút. Chúng tôi nói đôi khi 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng. Quý thầy, quý cụ, quý Phật tử ở trên đó hoan hỷ 1 giờ mình phóng sanh cũng được ha. Cái việc mà để mình tu gia đình, mà thường gia đình thì có một số gia đình cha mẹ không biết dạy con. Chúng nói điều này nó hơi nặng một chút. Vì sao vậy? Vì mình không có học cái lời thánh bối đi trước, họ có kinh nghiệm để dạy con. Mình chỉ mong làm sao con mình nó khôn lớn, nó giỏi, làm sao nó giỏi, được điểm cao, hoặc là đứng nhất, hoặc là có bằng khen, học bổng. Chứ không có quan tâm đến cái chuyện mà để cho nó tích lũy được cái hiếu đức, những cái tâm đức, nó có những cái đạo đức, lễ nghĩa, mình không quan tâm đến bỏ. Bài của con trẻ bây giờ, và cha mẹ không có học được văn sao ấn tổ nói về giáo dục, nên cha mẹ có nhiều lúc dạy con cái làm sao bực quá, là mày là cái đồ này đồ nọ, là ung sùng hết trơn luôn, là xối xả luôn, là cho hả giận luôn, là quát 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 quát. Dạy con vậy không có thành công. Để cái lúc nào mình tâm bình khí, lúc nào mà ngồi trong mâm cơm, cái lúc nào vui vẻ với nhau, bắt đầu mình lấy những cái đạo lý của thánh hiền mà mình chỉ những cái, và mình bắt đầu là hướng dẫn nó bằng một cái tình thương thực sự, rồi bắt đầu từ từ nó mới thay đổi. Mà dạy nhỏ chứ mà để lớn lên 20-30 tuổi có chồng có con thì khó cực kỳ. Măng đã thành tre, cây nó uống lại không có dễ, cực kỳ khó luôn. Như vậy về cái việc giáo dục gia đình bây giờ cần không? Rất cần. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói gia đình là cái gốc của xã hội cái gốc của, tức là cái gốc của thiên hạ. Mà nếu gia đình mà đang đổ vỡ thì đất nước cũng sẽ đổ vỡ. Vì con người này không có người hiền tài. Không người hiền tài. Cho nên chúng tôi bây giờ thấy giờ hầu như là sống bằng một cái tâm mà đó, chứ không có hỏi ai. Muốn ở nhà là ở nhà, muốn đi là đi, cha mẹ nói không. Muốn gửi gắm thân mạng mình cho ai là gửi gắm. Chăm trong nhờ đục chịu. Mà ở ngoài đời bến nào bây giờ nó cũng đục hết trơn à. Nó đục ngầu luôn à. Cô gái gửi thân cho anh chàng nào cũng là anh chàng mà không có học lời thánh hiền, toàn là ăn chơi sa đọa không. Trăm bến nước thì 99 bến, còn bến nó trong nó đi vô tu hết trơn. Họ có căn lành, họ vô chùa, họ tu. Trời ơi, thanh thiếu niên bây giờ chúng tôi nói cha mẹ là thôi vứt một bên không cần nói, học thương tiếng hoặc là tự động để mà ra đi, không phải là ra đi coi như là trong tỉnh, ra đi ngoài tỉnh, đi đêm, đi linh tinh lang, có một cái sự kìm kẹp hết thì làm sao nó có trở thành thánh hiền được. Con hư tại mẹ, cháu hư tại do mấy bà hết. Mấy bà cũng không trách được là do không lục rồi thánh hiền, cho nên là con cái nó thấy không. May nhờ chúng tôi lúc còn nhỏ mười mấy tuổi được vào khuôn khổ chùa chiền, không bao giờ mà dám đi qua đêm hoặc giả là trong đêm hoặc giả là mà đi ra bên ngoài không thưa thầy, tự tung tự tác mà đi là không bao giờ có chuyện đó rồi. Nhỏ như vậy bắt đầu mà trở thành một con người có khuôn khổ, sống trong phép tắc, là nghiêm khắc với chính mình thì mới có thể thành tựu được. Vậy cho nên thành ra 99% bây giờ con cái gửi đi học phương xa, gửi đi Sài Gòn, rồi Đà Nẵng, gửi Hà Nội, Hà Nội gửi những thành phố lớn, cho nó thuê nhà trọ ở, rồi gì nó quen biết bạn bè rồi phá thai, kinh khủng luôn với cái việc này, không thể tưởng tượng. Nếu mà mình đem được cái điều này mình nói mà gia đình người nào mà họ nghiêm khắc với con cái thì người này gọi là hiền mẫu, cái phước báu của người này lớn vô ngần, ngang với thánh hiền. Mình cứ lo đi kiếm tiền, chồng đi kiếm tiền, vợ đi kiếm tiền, con cái kệ nó, muốn làm vậy làm, miễn sao mang bằng khen về nó học giỏi nữa cơ. Được, nó có tài, nhưng không có đức, cho nên thành ra đây là gì?
tài thắng đức là kẻ tiểu nhân, không dùng. Nó là ác nhân, nó là tiểu nhân, bởi vì nó không có ai ứng. Cuộc đời nó sẽ khổ, điêu tàn cuộc đời của nó. Quý vị thấy kinh khủng không? Người mẹ dung dưỡng con cái, ăn đe và không có cẩn thận, kỹ càng, cho nên thành ra xã hội bây giờ đang còn ngàn vạn con trẻ, mà trông chờ nó là trông chờ cái gì? Trông chờ cái đứa này nó có tích lũy lễ giáo, nó mới trở thành một con người siêu quần bạc được. Mình nên đào tạo như vậy đi chứ. Sao mà đào tạo theo phong trào, cứ cho nó học, cho học bổng, cho nó tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, rồi cuối cùng nó là một người tài giỏi mà là gian ác. Nó làm mình khổ. Cho nên Ấn Tổ nói không có cái gì khổ bằng là khổ về con cái mà. Mang đến khi nó chết, rồi khi mình chết mới hết. Mà cũng chưa hết đâu, mình không dạy nó thánh hiền là mình bị đọa đó. Không phải đơn giản đâu. Thôi giờ cuối cùng cái lá thư này là hết. Tổ sư Ấn Quang có nói về cái việc giáo dục gia đình, thì mình đọc cái đoạn này nè. Thường quý vị chịu khi chúng tôi xong cái buổi giảng này là chú Duyên ổng cắt những cái đoạn như vậy, thì mình đọc đưa lên người ta coi dữ lắm. Đĩa mà tất niên đến hôm nay hơn 40.000 người coi rồi. Tất niên năm ngoái á, những cái đĩa chúng tôi ra là hầu chục mười mấy ngàn. Bởi vì cái lời văn sao Ấn Tổ đánh động được cái tâm thức của họ, và họ có một số các cô như gửi cúng dường trai tăng hôm nay nè, ở Đồng Nai nè, là không có chủ nhật nào mà tôi giảng trực tiếp là cổ xem. Một số các Phật tử họ xem họ thấy văn sao Ấn Tổ đi vào cuộc đời để mà độ chúng, thực là hay, đặc biệt luôn. Trong 13 vị tổ thì hầu như tất cả 12 vị tổ là nói đến pháp môn. Ai hỏi về cái việc giáo dục gia đình như vậy, mà riêng Ngài là giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục để thành thánh thành hiền tổ, tích lũy âm đức như thế nào, Ngài nói rõ mồn một ở trong những lá thư đó. Cho nên thành ra ngày hôm, trong một thế kỷ trăm năm lại đây, chỉ có Ấn Tổ là một người phải nói là siêu xuất, không trong tất cả những người. Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí mà đâu phải đơn giản. Chúng mình nói là bội phục. Nát thân khó đền. Sách dép cho Ngài cũng không gọi rằng là bị. Có thể mà mình làm được công việc này nữa, quá cao siêu rồi.